Lãi suất ngân hàng tuột dốc không phanh, xuống thấp kỷ lục dưới 3%. Đầu tư vào cái gì để lợi nhuận cao nhất? Có lẽ chưa khi nào mà chúng ta đón nhận nhiều thông tin tốt, nhiều thông tin tích cực như thời gian gần đây. Đặc biệt đối với những anh em làm ăn kinh doanh mà những anh em phải dùng đồng bạc của ngân hàng thì đây là những thông tin cực kỳ tốt. Chưa bao giờ mà chúng ta thấy một cái lãi suất mà nó thấp như hiện nay. Cách đây khoảng 1 năm hoặc 2 năm về trước thì khi đó chúng ta đi vay, đi mượn hoặc chúng ta đi gửi, đặc biệt là những anh em đi vay, đi mượn thì lãi suất thường dao động từ 15 đến 17%, cũng như là chúng ta phải mua bảo hiểm thì chúng ta mới được giải ngân. Cũng như tại những cái thời điểm đó, nhà nhà người ta bắt đầu bán tài sản đi để người ta gửi vào tiết kiệm một ngân hàng. Thì khi đó thì đâu đó người ta gửi tiền tiết kiệm 1 năm thì cũng đạt được cái lợi nhuận là 10 đến 12%. Nhưng mà bây giờ cái lãi suất ngân hàng nó tuột dốc không phanh, nó giảm thấp kỷ lục. Nhưng mới đây là Vietcombank nó thông báo, nếu như bây giờ mà gửi với cái lãi cái gói mà dưới từ 1 đến 2 tháng hoặc là dưới 5 tháng thì cái lãi suất thì đâu đó khoảng 2,8 đến 3% một năm. Mà khi mà chúng ta gửi mà 1 năm mà 12 tháng, từ 12 đến 24 tháng thì cái lãi suất của nó dao động 5.1%. Như vậy là khi mà chúng ta đi vay thì cái công thức tính lãi vay là tính bằng cái gì? Là lãi suất tiền gửi 1 năm cộng với biên động dao động là từ 3,5 đến 4,5%. Điều đó mới là có cái chuyện là thời gian gần đây chúng ta mới thấy là ngân hàng nhà nước cũng như là nhà nước và chính phủ có những gói ưu đãi cho những người dân đi làm ăn, đầu tư kinh doanh sản xuất là người ta vay với cái gói lãi vay là gì? Có 7%, 8% hoặc 9%, cũng như là ân hạn gốc, có nghĩa là gì? Trong vòng 1 đến 2 năm chúng ta chỉ phải trả tiền lãi thôi chứ chúng ta không phải trả tiền gốc. Đây là những thông tin đặc biệt tốt và đặc biệt tích cực giữa cái thời buổi mà kinh tế khủng hoảng, cũng như là những thông tin xấu ở trên thế giới giống như chiến tranh về Nga, Ukraine, NATO hay là diễn biến ở Palestine hay là Israel gần đây, thì chúng ta mới thấy được đây là những chính sách tuyệt vời của nhà nước. Vậy thì hôm nay Hiền sẽ làm clip này, làm cái video này để nói về cái việc là gì? Khi mà cái lãi suất ngân hàng tuột dốc không phanh, xuống thấp kỷ lục dưới 3%, mà khi anh em chúng ta có tiền hoặc chúng ta dùng đồng bảy ngân hàng thì chúng ta đầu tư vào cái gì để đạt được cái lợi nhuận cao nhất? Nếu như đây là lần đầu tiên bạn xem được kênh này, lần đầu tiên bạn xem được video này thì hãy nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút follow kênh, nhấn nút hình quả chuông để lần tới khi mình phát video ra bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được video này với những thông tin hay nhất, sớm nhất và ý nghĩa nhất. Một cái mấu chốt mà người ta đều nghĩ đến khi mà lãi suất giảm rồi chính sách rồi bắt đầu người ta nghĩ là người ta sẽ đi vào tiết kiệm, rồi người ta mua vàng, người ta chơi chứng khoán, rồi người ta mua bất động sản, hay là người ta huy động vốn, người ta làm ăn sản xuất kinh doanh, có thể là mở nhà hàng, mở cà phê, có tí tỉ các dịch vụ sản xuất ra trong thời gian gần đây. Nhưng mà cái điều đặc biệt nhất nếu mà khi mà chúng ta làm ăn hay kinh doanh một cái gì đó, hay nôm na chúng ta gọi là khi chúng ta tiêu tiền, chúng ta kinh doanh tiền, thì cái điều gì là quan trọng nhất? Cái mà theo nhiều người thì là bảo là thì cứ làm đi rồi vay tiền làm mua vàng cái này kia, rồi bây giờ là vàng nó chuẩn bị lên, 70-80 là có khi là 100 triệu đồng một chỉ, 100 triệu đồng một lượng một cây, rồi nào là chứng khoán là thời gian nó sẽ lên, hay là bất động sản rồi sẽ lên, rồi làm ăn kinh doanh mọi thứ sẽ lên. Bởi vì sao? Bây giờ lãi nó thấp như thế, người ta phải rút tiền tiết kiệm ra để người ta đi đầu tư kinh doanh sản xuất làm ăn. Nhưng đối với mình cái vấn đề mà quan trọng nhất, bởi vì sao? Cái cơ hội, cái lợi nhuận nó càng cao thì cái rủi ro nó còn càng cao hơn. Đấy là lý do tại sao ngay cái thời điểm này là cái thời điểm sinh ra rất nhiều người giàu sau này, nhưng nó cũng là cái thời điểm mà có thể nếu như chúng ta không biết thì chúng ta có thể mất trắng luôn những cái gì mà chúng ta đã có. Có thể chúng ta có tiền mặt, chúng ta gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng, chúng ta rút ra, chúng ta đầu tư kinh doanh sản xuất làm ăn, hay là chúng ta dùng đòn bẩy ngân hàng, mà khi chúng ta đòn bẩy chắc chắn là chúng ta vẫn có tài sản thế chấp thì chúng ta mới vay mới mượn được. Đó chính là lý do tại sao bây giờ có nhiều người phải cắt lỗ, phải giảm giá, không gồng gánh lãi ngân hàng nữa, thì người ta phải bán đi để mà người ta lấy cái để người ta trả cho ngân hàng. Nếu không thì bị ngân hàng siết nợ và bây giờ cũng không có khả năng trả. Thì cái quan điểm của mình mà cái mà chúng ta đầu tư để đạt lợi nhuận cao nhất không chỉ cái thời điểm này đâu, mà bất kỳ một thời điểm nào, đó chính là chúng ta phải đầu tư phát triển bản thân trước khi chúng ta phát triển kinh doanh. Đó là gì? Chúng ta phải đầu tư vào cái trí tuệ, đầu tư vào cái đầu, đầu tư vào cái não, đầu tư vào cái sự hiểu biết của chúng ta. Chỉ khi nào cái bản thân chúng ta mà nó lớn hơn những cái vấn đề và những cái cơ hội mà chúng ta đang gặp này, thì tiền bạc sự giàu có nó mới tự đến với chúng ta được. Còn khi chúng ta mà nhỏ bé như thế này này, mà những vấn đề rồi những cái cơ hội mà chúng ta gặp nó lớn hơn thì kiểu gì
chúng ta cũng sẽ mất tiền, mà có thể là mất trắng, mất toàn bộ những cái gì mà chúng ta đã có. Có thể lâu lâu thì chúng ta có thể là kiếm một ít lời, kiếm một làm ăn. Giống cái chuyện đơn giản nhất, tại sao người ta huy động vốn là 30-36% một năm? Một cái câu chuyện mà không ai tin như thế, mà vẫn có nhiều người là người ta góp tiền, người ta hùn vốn. Bởi vì sao? Cái năm đầu tiên là người ta trả tiền lãi, tiền gốc đều đặn và đầy đủ. Nhưng mà có ai biết được rằng đến năm thứ hai, năm thứ ba trở đi á, nếu chúng ta không huy động được người khác, chúng ta không rủ rê được người khác, thì người ta sẽ không còn tiền để mà trả cho chúng ta nữa. Nên một cái câu chuyện là gì? Chúng ta phải đầu tư phát triển bản thân trước, chúng ta phải đầu tư trí tuệ trước, cho trí óc trước, cho chúng ta trước khi chúng ta phát triển kinh doanh. Hay người ta còn gọi là học một lần mà xài mãi mãi, xài cả đời. Nó không chỉ là thay đổi cho bản thân bạn đâu, mà thay đổi cho gia đình nhà bạn, con cái nhà bạn, vợ con của bạn, họ hàng nhà bạn, có kể cả dòng họ nhà bạn, một cái làng bạn và cả quê hương của bạn. Đấy mới chính là cái điều mà quan trọng nhất. Và nếu như bây giờ bạn đầu tư vàng, bạn có tiền bạn đầu tư vàng, bạn ăn được bao nhiêu? Bởi vì cái giá vàng Việt Nam so với giá vàng thế giới thì có một sự chênh lệch rất lớn, mà chúng ta cũng không hiểu được lý do tại sao nó lại như thế. Còn chứng khoán thì thế nào? Để đầu tư chứng khoán mà kiếm ăn được thì những năm đầu, những năm 2000 thì có rất nhiều người thành công. Nhưng mà sau thời gian đó, đến thời điểm của anh Quyết, thì chúng ta thấy như thế nào? Thậm chí đến ngày nay luôn, có rất nhiều người là sạch tài khoản, trắng tài khoản luôn. Còn nếu như đầu tư bất động sản thì sao? Đầu tư bất động sản anh em thấy đấy, lâu lâu và thường xuyên trên báo chí, trên truyền thông, trên video, trên TV, trên truyền hình hay là bất cứ nơi đâu chúng ta đi ra thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hay là đến các những nơi mà chuyên về bất động sản như Bình Dương, Bình Phước, Long An, Đồng Nai và Tây Ninh, chúng ta vẫn thấy căng băng rôn để đòi đất, đòi tiền, đòi nhà, đòi quyền lợi mà người ta có đòi được đâu. Và giám đốc thì sao? Giám đốc thì bị bắt, công ty thì phá sản, thậm chí những công ty bây giờ kiện mà luật sư rồi bên tòa án người ta thằng không tìm đâu ra những công ty đó. Bây giờ người ta phá sản, người ta trốn đi lâu rồi, mà bây giờ kể cả có bắt được người ta đi chăng nữa thì người ta cũng đi tù. Và cái tiền bạc người ta thu bao nhiêu năm nay người ta tiêu, người ta làm ăn, rồi vợ con cái gia đình người ta làm ăn rồi. Nhưng bây giờ ai? Bây giờ chúng ta mới là người mất tiền, chứ không phải là những cái người đó. Đây là các nhà đầu tư, những người dân, bà con của chúng ta là những người mất tiền. Bởi vì sao? Chúng ta không phát triển bản thân trước. Khi chúng ta đầu tư, chúng ta phát triển kinh doanh, mà chúng ta chỉ nghe theo người khác nói, nghe theo người khác dụ dỗ, và người ta bắt đầu người ta thao túng tâm lý, người ta dùng cái lòng tham của chúng ta và sự thiếu hiểu biết của chúng ta, người ta gài chúng ta vào những hợp đồng đó. Thì không tin thì anh em cứ kiểm tra cái vụ mà Nhật Nam, Alibaba hay gần đây là Rong Má mà xem có phải điều đó không? Hay là những cái dự án, những cái công ty hay là những câu chuyện khác, hầu hết và phần lớn chúng ta đều thấp hơn những cái vấn đề và những cái cơ hội mà chúng ta đã gặp phải. Đấy chính là lý do mà tại sao chúng ta mất tiền. Còn khi mà chúng ta đã phát triển bản thân được đó, chúng ta biết nhìn ra cơ hội, nhìn ra vấn đề và biết cách xử lý, thì tiền bạc nó sẽ tự động đấy. Nên là gì? Giống như mình bây giờ này, thì bây giờ có tiền thì một ít đấy, bắt đầu mình sẽ gửi tiền tiết kiệm. Đúng rồi, tiền tiết kiệm thì nó thấp, thì ai cũng biết rồi, nếu mình gửi 3-4%, thì bây giờ đi gửi thì lại gửi một năm, chỉ gửi đâu đó là mấy tháng, khoảng 6 tháng thôi, thì cái lãi suất cũng đâu đó được 3%, mà ai cũng biết rồi, cái lạm phát một năm trung bình ở 4-5%, cũng như là tăng giá của các bạn hàng ngoài kia. Chúng ta đi gửi tiền là chúng ta mất tiền, nhưng gửi tiền tiết kiệm đó là cách đơn giản nhất, cách dễ nhất mà bất kỳ ai cũng làm, chỉ cần có tiền thôi là chúng ta ra ngân hàng, chúng ta mở cái tài khoản tiết kiệm là chúng ta sẽ làm được điều đó. Và nhiều người thì bảo là mở tiết kiệm rồi không may mà ngân hàng phá sản thì sao? Bạn có biết là để mở ra ngân hàng nó phải cần những điều kiện gì hay không? Nên ngân hàng mà muốn thông báo phá sản thì điều gì đó cực kỳ khó. Nên có cái câu chuyện là khi chúng ta đi vay thì chúng ta vay ngân hàng lớn, nhưng khi chúng ta đi gửi tiền tiết kiệm là chúng ta gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng nhỏ, thường thì ngân hàng nhỏ cái tiền gửi tiết kiệm nó sẽ cao hơn và cái tiền vay, cái lãi vay nó cũng cao hơn. Và ngân hàng lớn cái tiền gửi tiết kiệm nó thấp hơn và cái lãi vay nó cũng thấp hơn. Tuy nhiên để mà chúng ta bị mất tiền, nhưng một số câu chuyện người ta nói thì chẳng qua là người ta gửi quá lâu, bạn gửi cả mấy năm, một năm trời, 2-3 năm trời, thì cái chuyện thay đổi hoặc là nhân viên hay một cái gì đó người ta móc nối, người ta lấy tiền, nó mất tiền của bạn, thì nó phải chấp nhận. Và hơn nữa là gì, bạn ấy gửi một số tiền lớn nữa. Còn nếu như đúng là dân làm ăn kinh doanh sản xuất thì người ta phải cả là dùng cái tiền tiết kiệm, rồi một phần nữa là gì, bắt đầu là mua vàng. Bởi vì sao? Vàng là một cái thứ mà chúng ta có thể bán, có thể tiêu thụ bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ quốc gia nào, chỉ cần chúng ta có vàng thôi là chúng ta có thể bán được. Và bây giờ ai cũng biết được vàng chuẩn bị lên giá, mặc dù là giá vàng Việt Nam với giá vàng thế giới có sự biến động lớn, nhưng mà gì, giữa cái lúc mà bây giờ đến cuối năm chiến tranh,
và tình hình cuối năm ở Việt Nam cũng như tất cả các nước khác, đặc biệt là các nước châu Á, người ta tiêu thụ vàng rất là nhiều, bởi vì cuối năm ai cũng muốn là sự may mắn, cũng đeo vàng lên tay lên người này kia. Đấy chính là vì người ta đánh vào nhu cầu, nên kiểu gì cuối năm nó cũng lên và sang đầu năm thì bắt đầu nó xuống. Với cái quan trọng nhất á, là tiết kiệm thì đơn giản, không cần kiến thức, không cần suy nghĩ gì cả. Nhưng mà đối với đầu tư vàng á, thì chúng ta phải biết được là thời điểm nào chúng ta nên vào, thời điểm nào chúng ta nên ra, chúng ta nên mua vàng trơn hay là vàng trang sức hay là vàng gì đó thì để mà chúng ta đạt được cái lợi nhuận cao nhất. Và cái thứ ba là gì, là chúng ta sẽ đầu tư chứng khoán mà. Đầu tư chứng khoán là đúng là khó thật, nó là một cái gì đó nó cao siêu, nó khó, nó cần có sự tỉ mỉ, cần có am hiểu về tài chính, về kinh tế vĩ mô, về các thông tin, nó đọc về các thông số. Nhưng nó là một trong những cái loại hình mà đầu tư kiếm được tiền nhiều nhất, nhanh nhất, và cũng giúp cho nhiều người, và đặc biệt là những bạn trẻ bây giờ người ta trở nên giàu có hơn. Còn những anh chị em mà chúng ta có tuổi thì tôi đầu tư cái món này có vẻ gì đó nó hơi khó. Nhưng khi nào mà chúng ta đầu tư giống như Warren Buffett đó, mà chúng ta đầu tư thì đừng nghĩ đến chuyện là mua xong rồi bán, mà đầu tư lâu dài, đầu tư dài hạn thì kiểu gì chúng ta cũng có lời. Không tin bạn thì xem những cái công ty người ta mua giống như có Vinamilk, người ta mua 5-10 năm rồi, có người nào người ta không lời không? Người ta lời hết. Chẳng qua một số người là cứ nghe các chuyên gia, các diễn giả dẫn dắt, mua xong vào tiền vàng đa số là vào đỉnh, mà mua xong bữa trước bữa sau tuần sau đó, bắt đầu nó cắm đầu nó đi xuống. Còn khi mà chúng ta biết kiến thức, chúng ta biết học ai, nó biết theo dõi ai, ai có thể tin tưởng được, ai có thể thành công được, thì kiểu gì chúng ta cũng kiếm được tiền. Tuy nhiên đối với mình thì mình sắp xếp là cái tiền để tiết kiệm thì đâu đó là khoảng 10% mua vàng, 20%, còn chứng khoán thì đâu đó là 15-20%. Và cái thứ tư thôi là mình tập trung đầu tư bất động sản nhiều hơn. Người Việt Nam mình thì bất động sản vẫn là một cái gì đó mà được rất nhiều người ưa chuộng, bởi vì bất động sản là một loại tài sản mà có thể cầm sờ nắm thấy sử dụng được, trong trường hợp xui lắm mà không thanh lý được thì chúng ta có thể dùng. Đơn giản nhất là đất nông nghiệp, thì trồng cây làm nông nghiệp, chúng ta có thể xuất khẩu, chúng ta có thể bán làm ra những hàng hóa mà thể tiêu dùng được. Còn những nơi mà có tiềm năng thì chúng ta thì có thể là kinh doanh nhà, kinh doanh các căn hộ hay là xây để cho thuê được. Đó là cái chuyện mà tại sao mà nhiều người đầu tư bất động sản ở Việt Nam cũng như trên thế giới là người ta luôn luôn sở hữu bất động sản, không phải một nơi đâu mà rất nhiều nơi, rất nhiều tòa nhà, nhưng mà toàn những cái thứ là gì, là người ta có thể khai thác được cái dòng tiền nó vừa có lại vốn tăng giá theo hàng năm và vừa có dòng tiền đều đặn hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, chứ không phải là hàng năm nữa. Mà cái dòng tiền thì nó mới là cái thứ mà giúp người ta và mang lại cho nhiều thứ, mới mang lại cái tự do tài chính được. Tuy nhiên có một cái điều xảy ra là gì, bây giờ này cái bất động sản nó đóng băng, bất động sản nó giảm giá, bất động sản nó cắt lỗ nhiều nơi và tràn lan như thế này, cũng như là lãi suất ngân hàng nó xuống thấp như thế này, thì bây giờ là chúng ta có nên dùng đòn bẩy ngân hàng để chúng ta đi bắt đáy, chúng ta mua và chúng ta chịu đựng lãi đó khoảng 1 năm, từ khi đó thị trường nó trở lại thì chúng ta sẽ bán ra, thì cái lợi nhuận chúng ta có thể tăng là x2 hoặc 100% là 200%, có nghĩa là chúng ta lời 100% mà chúng ta trả cho ngân hàng lãi suất là 10%, thì đâu đó lợi nhuận chúng ta vẫn đạt được 80-90%. Nhưng để làm điều này thì chúng ta phải có kiến thức, có kinh nghiệm, có sự am hiểu về cái bất động sản, về phân khúc, về cái ngách mà cái nơi mà chúng ta làm, những cái sản phẩm mà chúng ta làm. Bây giờ nếu như mà nhiều người cứ bảo là bất động sản nó xuống nữa, giảm nữa, thì bạn cứ nghĩ đi, có khi nào mà cái lãi suất mà nó thấp như thế này, cũng có thể trong thời gian tới là lãi suất sẽ còn giảm thêm một đợt nữa. Và khi đó thì bạn nghĩ đi, nếu như nó còn giảm thêm đợt nữa thì giống như đó là lần cuối cùng, và giống như bây giờ là bất động sản xuống đáy, bắt đầu đi ngang và bắt chuẩn bị đi lên. Và khi mà lãi suất mà nó thấp như thế đó, mà người tiền tiết kiệm cũng được, thì chắc chắn người ta phải rút tiền ra, người ta đi sản xuất kinh doanh và người ta đi đầu tư. Mà bất động sản bây giờ người ta thấy rẻ như thế rồi, cái giá cả cái này khoảng 1-2 năm về trước thì ai cũng biết rồi, và bây giờ nó cắt lỗ khoảng 50% rồi, chẳng được gì mà người ta không mua. Không mua bởi vì sao? Bởi vì cái tâm lý đám đông, bởi vì người ta sợ rằng người ta mua xong thì giá nó còn xuống nữa, người ta sẽ mất tiền. Nhưng tại sao cái thời điểm này lại có rất nhiều người, người ta đi đầu tư, người ta sẵn sàng, người ta đi mua và sẵn sàng người ta dùng đòn bẩy ngân hàng nó như thế? Bởi vì sao? Người ta có kiến thức, người ta có kinh nghiệm, người ta có sự am hiểu. Còn phần lớn đám đông ngoài kia người ta đang lo sợ. Đấy mới chính là lý do tại sao mà ngân hàng nhà nước mới thông báo là có 6.3 triệu tỷ đồng gửi ở trong tài khoản tiết kiệm của ngân hàng mà bây giờ lại thấp như thế. Người ta vẫn gửi bởi vì sao? Người ta lo sợ, người ta sợ rằng có khủng hoảng, có chiến tranh thế giới thứ ba, có chiến tranh rồi thiếu an ninh lương thực, rồi Covid xảy ra, rồi ti tỉ đủ cái thứ trên đời, cái gì người ta cũng sợ. Nhưng mà tại sao vẫn có nhiều người người ta không sợ như thế? Nên người ta mới có câu là người giàu thì ngày càng giàu hơn, còn người nghèo thì ngày càng nghèo hơn. Mà người giàu thì lại luôn luôn ít hơn người nghèo, nên cái số lượng mà các bạn thấy ngoài đường là mây bách mệt và ron roi,
Lamborghini nó luôn luôn ít hơn gì xe máy và ít hơn những ô tô cổ cũng như là biệt thự resort, nó luôn luôn là ít hơn so với nhà phố và đặc biệt là các cái nhà khu ổ chuột, những nhà mà cấp 4. Đấy chính là lý do tại sao mà cách đây giống như một năm rồi trước người ta bán ra được cái giá tốt rồi, bởi vì lúc đó là đang đỉnh và đang đi xuống. Còn bây giờ này các bạn thấy không, người ta mua vàng người ta mua được hai lô, bởi vì lúc trước là giá 100%, bây giờ cắt lỗ 50% là người ta mua được hai lô và người ta mua xong á thì một năm sau nó giá nó lên, giá lên nó không cần phải lên so với thị trường hay là lên nó cao hơn, mà khi nó lên là nó sẽ trở về trạng thái ban đầu. Có phải người ta có một lô người ta bán đi, người ta mua được hai lô và một đến hai năm sau người ta thành bốn lô, các bạn thấy không? Vậy thì cái cách làm đơn giản thôi, người ta có một lô người ta bán, người ta mua hai lô và bây giờ người ta mua xong một năm đến hai năm sau người ta thành bốn lô, các bạn thấy không? Trong vòng 1 đến 2 năm thôi mà cái tài sản người ta tăng gấp 4 lần, nên người ta đâu cần phải làm nhiều đâu, đâu cần phải ngày nào cũng đi làm. Nên có câu là trâu đi cày quanh năm mà không có được một thửa ruộng. Còn những anh em làm công nhân, làm nhân viên văn phòng đi làm cả đời, những cái công ty, cái sản phẩm đó nó có phải có mình đâu, mà cũng là ông chủ, người ta quan trọng người ta ra cái thời điểm nào đầu tư mua bán bất động sản cũng như đầu tư bất kỳ một loại hình kinh tế nào, quan trọng là cái thời điểm vào và thời điểm ra, thời điểm mua và thời điểm bán, chứ không phải cái chuyện là chúng ta mua xong rồi chúng ta giữ đó. Có nhiều người là bảo là mua 1 tỷ và 5 năm sau nó lời gấp đôi thành 2 tỷ, nhưng mà tại sao có những người người ta mua 1 tỷ nhưng 1 năm sau thành 2 tỷ? Nếu các bạn nghĩ đến năm thứ ba cái 2 tỷ nó thành bao nhiêu tỷ, quan trọng nhất là quyết định cái chuyện quay tốc độ quay vốn của đồng tiền thì mới quyết định là ai thành công và ai kiếm được nhiều tiền nhiều hơn ai, chứ không phải là bạn mua đó, bạn để nó vẫn nằm yên. Đầu tư bất động sản hay đầu tư cái gì cũng vậy, là cũng như máu trong con người ấy, nó phải luân chuyển, nó phải thay đổi liên tục, và cái thời điểm vào thì chúng ta phải biết được khi nào nên vào, khi nào nên ra. Nếu như chúng ta theo đám đông á, một đám đông thì thường đến trễ và một đám đông thì thường bị ăn thịt. Một đám đông bây giờ là người ta đang cất tiền ở trong tiền tiết kiệm ngân hàng, nhưng mà tại sao có nhiều người ta đi săn đi mua đi tìm ngay lúc này? Bởi vì sao? Lúc này ai cũng bán nhưng mà chỉ có ít người đi mua thôi, thì có phải người ta mua được giá tốt, người ta chọn được giá tốt và người ta chọn được vị trí tốt cũng như là thương lượng được về thời gian, về tiền bạc và công sức không? Thì đấy mới chính là sự thành công. Còn khi mà bạn thấy là ai cũng đi mua rồi, mình cũng đi mua, thì chắc chắn cái thời điểm nó phải đắt lên thôi. Mà cái thời điểm đắt lên á thì những cái người giàu, những người mua trước người ta ra hàng, người ta ra hàng như thế mới có chuyện là người ta bán một lô người ta mua hai lô và một hai năm sau người ta thành bốn lô. Đấy là cái cách mà gọi là x4, x5, x10 trong một thời gian ngắn, chứ không phải là nếu như mà đám đông ai cũng làm được, ai cũng đi mua, ai cũng giàu được thì trên đời này, thiên hạ này thì làm gì có người nghèo. Nên là đối với mình cũng thế thôi, là mình luôn luôn có là tiết kiệm cũng có, mua vàng cũng có, rồi là chứng khoán có một ít, và phần lớn mình đầu tư bất động sản và một ít tiền mặt. Chúng ta phải có một ít tiền mặt để chúng ta tiêu đi, chúng ta ăn tiêu sinh hoạt này kia chứ. Còn nếu như mà người ta mới bảo câu là gì, người giàu là người chết trên đống tài sản, chết trên đống tài sản là chết sao được, chết chẳng qua là chúng ta không có tiền mặt, không có tiền gửi tiết kiệm ở ngân hàng, người ta chúng ta không có cái vàng hay cái gì chúng ta bán được ngay. Ví dụ đôi khi đất mà chúng ta bảo là có 100 tỷ, nhưng mà đôi khi chúng ta cần 10 triệu, nhưng mà cái lô đất 100 tỷ, là cái sổ 100 tỷ là chúng ta có tiêu được liền đâu, chúng ta phải có người mua 100 tỷ, hoặc là có người mua thì chúng ta mới bán được chứ. Nhưng còn nếu như mà chúng ta có vàng thì chúng ta có thể bán 5 chỉ một phân lấy tiền tiêu luôn, hoặc tiền gửi tiết kiệm ngân hàng thì không cần, nó đúng không phải là ngày cuối tuần hay là ngày lễ thì chúng ta sẽ rút bất kỳ lúc nào, hoặc là chúng có tiền mặt, nên là gì, kiểu gì thì kiểu, khi mà chúng ta đầu tư hay được làm ăn kinh doanh gì đó thì cái vấn đề quan trọng nhất là chúng ta phải đầu tư phát triển bản thân trước. Khi cái bản thân chúng ta lớn nhất và chúng ta đủ có khả năng để nhìn ra cái cơ hội, nhìn ra vấn đề, thì khi đó cái lợi nhuận, khi đó tiền bạc, khi đó sự giàu có, hạnh phúc và thịnh vượng thành công nó mới tự đến được. Còn khi mà bản thân chúng ta mãi mãi mà chạy theo những cái mà cơ hội ngày kia, giống như đồ hình bắt bóng hay là múc trăng dưới nước, thì không bao giờ chúng ta đạt được thành công nào cả. Nên cái khi mà lãi suất ngân hàng mà tuột dốc không thanh xuống thấp kỷ lục dưới 3% như thế này này, đây chính là cơ hội lớn, nhưng nó cũng chính là cái rủi ro lớn nhất. Nên là mới có cái chuyện là gì, cái người giàu thì người ta nói gì cũng đúng, hay bởi vì người ta nói đúng nên người ta mới giàu được. Nên đây là quan điểm của mình. Ngoài ra, theo quan điểm của anh em và theo quan điểm của bạn, thì còn có những lý do nào khác hay còn những cách đầu tư nào khác để cái lợi nhuận nó được cao nhất, thì anh em hãy comment xuống cái video này này, để chúng ta cùng thảo luận cũng như là giúp đỡ, giúp ích cho mọi người để biết là đầu tư mua bán như thế nào để đạt lợi nhuận cao nhất. Và có nhiều người đặt ra câu hỏi là nếu như bây giờ chúng ta đi mua bán bất động sản đầu tư như thế đó, thì cái phân khúc nào, cái loại hình nào thì chúng ta nên mua. Thì theo quan điểm của mình ấy, người Việt Nam chúng ta là 80% là người lao động nghèo, có thu nhập thấp, và đâu đó trong cuộc đời người ta đi làm 20 đến 30 năm thì người ta cũng chỉ có một tổng số tiền, số vốn đó là từ 1 đến 2 tỷ đồng thôi. Nên là quan điểm của mình, và mình vẫn tập trung vào những sản phẩm mà tầm tiền từ 500 đến 1 tỷ.
Thì đấy là cái tầm tiền mà có 80% người dân, bà con, anh em chúng ta ngoài kia người ta có thể mua được, người ta có thể dùng được, người ta có thể mua để người ta làm nhà được. Chứ mình lại không đầu tư vào những cái thành, những cái giá mà giống như là 5 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ hay là 50 tỷ hay 100 tỷ. Cái đấy là dành cho đại gia, dành cho giới thượng lưu rồi. Tất nhiên nhiều người thành công được, nhưng nó chỉ là số ít thôi. Nên cái quan điểm của mình thì nếu mà chúng ta có tiền và chúng tôi dùng tầm 7, khi đó chất ngân hàng chúng thấp như thế này thì mình vẫn tập trung vào những phân khúc là 500, xung quanh 500 đến 1 tỷ. Và đặc biệt nó phải nhìn, nó phải có sổ đỏ, có thổ cư, dân cư hiện hữu, có đường, có nước, có đường điện. Và đặc biệt là gì, nó phải có nơi có công an việc làm và gần các trung tâm, không cách quá xa, đâu đó là khoảng từ 1 đến 2 tiếng lái xe. Và đặc biệt cái khu vực đó đang có quy hoạch mới, giống như là làm đường mở rộng, có cảng, có logistics, hay là gì, có các cao tốc đang chuẩn bị làm, và nơi nó vùng trũng về giá, giá cả nó rẻ, có nhu cầu thật, có giá đi thật, có người ở thật, chứ không phải dự án ma, thì mình sẽ chọn mua những cái sản phẩm đó. Nếu như anh em nào mà cảm thấy video này hay và ý nghĩa thì đừng nhận ngại nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút follow kênh để ủng hộ mình, cũng như lần tới mình ra video bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được video này. Hoặc anh em nào mà muốn đầu tư cùng với mình hay là tham khảo những nơi mà mình đầu tư thì có thể inbox hay là comment xuống cái video này thì mình sẵn sàng giải đáp cho mọi người.